Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã đề cập thực trạng chồng chéo đất rừng giữa người dân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên. Liên quan đến nội dung này, huyện Bảo Yên đang đẩy mạnh triển khai đề án số 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đo đạc xác định ranh giới đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh, tiến tới giải quyết dứt điểm tình trạng này. Qua thống kê năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên có 2.853 ha thuộc diện tích trồng chéo, tranh chấp với các hộ dân. Trong số này, nhiều diện tích các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trước thời điểm đơn vị được giao cho thuê đất. Để giải quyết mâu thuẫn này, năm 2021, doanh nghiệp đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thu hồi trên 2.800 ha và bàn giao lại cho địa phương quản lý. Đối với cái diện tích mà người dân người ta sử dụng, mặc dù là người dân người ta chưa được cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên là cái diện tích này người ta đã sử dụng ổn định hoặc là người ta đã chuyển đổi mục đích sử dụng rồi, đã ví dụ như là bây giờ đã là ruộng, là ao hoặc là những cái nhà người ta đang làm nhà trên cái diện tích đất lâm nghiệp đấy, thì chúng tôi cũng đề nghị trả lại địa phương để sau này nó không còn vướng mắc trong cái công tác quản lý như là công tác bảo vệ sau này. Đối với các địa phương của huyện, sau khi có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành đo đạc, xác định ranh giới và lập hồ sơ cấp lại bìa đỏ cho các hộ dân. Hộ gia đình đã có sổ đỏ nhưng mà trồng chéo và xác định là chưa không ảnh hưởng tranh chấp giữa các hộ với gia đình thì sẽ tiến hành trích đo và cấp lại trực tiếp cho người dân. Còn hộ gia đình nào mà hiện tại mặc dù canh tác lâu năm ổn định, không có sự tranh gọi là chưa có sổ đỏ thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức họp khu dân cư các hộ dân ở thôn bản để lấy ý kiến nhân dân. Đầu tháng 6 năm 2023, huyện Bảo Yên đã tiến hành đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc, lập bản đồ địa chính đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh, theo đề án số 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết tình trạng chồng chéo, tranh chấp đất rừng. Sau khi có kết quả đo đạc thì lập cái bản đồ địa chính 1/5.000, rồi là lập các cái hồ sơ xem xét để cấp giấy chứng nhận khi đủ các cái điều kiện. Thì trên đây thì cũng dự kiến cái nhận là cấp lại cho ban quản lý rừng hộ khoảng 13 cái giấy chứng nhận ở trên địa bàn các 13 xã trấn, và khoảng trên 2.000 cái hồ sơ, dự kiến khoảng trên 2.000 cái hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân. Đấy, khi mà chứng minh được cũng như là cái nguồn gốc, có cái nguồn gốc sử dụng đất cụ thể. Cũng theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên, trên thực tế, diện tích trồng chéo giữa người dân và doanh nghiệp tại địa phương còn lớn hơn con số đã thống kê. Việc đo đạc, xác minh ranh giới rất khó khăn, nhất là đối với những hộ dân không chứng minh được nguồn gốc sử dụng đất, mặc dù họ đã canh tác lâu năm. Mặc dù khó nhưng vẫn phải làm, huyện Bảo Yên đang đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2023 này sẽ hoàn thành xong việc đo đạc, xác định ranh giới theo đề án số 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh.